Rồi em xin chào cô chú anh chị nha. Hôm nay là do nhu cầu của cô chú anh chị kêu em là live bếp ra đi. Ừ thì hôm nay em sẽ live cho bếp ra cho cô chú anh chị xem nè. Con này là thuộc thiết kế của nó là mặt sơn nè cô chú anh chị ha. Một con dòng green night luôn. Con này được sơn nha, không phải là men cô chú anh chị nha. Đây, nó cũng là có vỉ nướng nè cô chú anh chị. Nó cũng có dạng là thiết kế. Đây nó có đồng hồ nữa hay gì nè. Đây cô chú anh chị nha. Đây, mấy con này mặt sơn thì giá cũng khá là ok luôn cô chú anh chị. Ai muốn biết giá thì cứ các bạn Zalo với em ha. Như ví dụ em không có đọc mã đi, nhưng mà cô chú anh chị mình có thể là chụp màn hình lại gửi cho em ha. Đây, kế bên nó là một con bếp Rinnai. Một con này là có hẹn giờ nè cô chú anh chị ha. Hẹn giờ con này là khá là đời khá cao luôn cô chú anh chị. Con này được tráng men nhưng mà dạng men của nó rất là bóng như là men mà của kiến luôn cô chú anh chị ha. Quanh cũng là quanh nhắn nè. Khá là ok cho mình luôn. Những con dòng như thế này à, thì giá tiền cô chú anh chị cứ việc nhắn tin cho em á. Giá tiền mình báo sau cô chú anh chị ha. Đây. Kế đó là cô chú anh chị ai muốn xài mà con mà dòng mà mặt mặt mà màu đen mà lớp mặt trắng men nè cô chú anh chị, trắng men nhưng mà dạng trắng men đen á. Đây. Con này là một con Fuloma luôn cô chú anh chị ha, con Fuloma nè. Đây. Đây con Fuloma luôn cô chú anh chị nha. Những cái con dòng bếp này xài thì bao bền cho cô chú anh chị luôn. Đây cũng là một con nữa nè. Màu đen, ai thích sữa đen thì nhắn tin giùm em ha. Đây một con Osaka nè. Một con dòng bếp anh em cũng khá là ưa chuộng luôn. Con này cũng là đời cao rồi cô chú anh chị. Con này đời khá cao. Cái này là do thiết kế của nó như vậy chứ không phải là do ấy nha cô chú anh chị nha. Ừ, con này mặt men nè. Mặt men mà thiết kế của một con Osaka, giá của nó có sẵn là 2 triệu 8 nè cô chú anh chị. Một con Osaka duy nhất luôn. Đây. Còn đây là một con bếp nè. Con bếp này là của thằng Rinnai luôn cô chú anh chị nha. Rinnai. Những con này đời cũng khá cao luôn. Có con là đời 2018 luôn cô chú anh chị nha. 15, 16 vẫn có luôn. Đây Rinnai nữa nè cô chú anh chị. Khá là đẹp ha. Mặt men không à cô chú anh chị ơi. Mặt men. Đây cũng là một con mặt men nữa nè cô chú anh chị. Mặt men là nó khá là bóng ánh lên ha cô chú anh chị ha. Đây. Ai mà con này cũng là Fuloma mà dạng Fuloma màu đen luôn, Fuloma đen luôn, dành cho những cô chú anh chị nào mình thích màu đen giùm em ha. Bếp ga thường thường bếp ga Nhật mà xài 6 7 năm 10 năm là chưa có thấm thía đâu cô chú anh chị nha. Rồi. Mấy con này ai mà có chụp màn hình lại thì em báo giá nha. Đây. Con này cũng dòng Fuloma màu đen cô chú anh chị, cũng có vỉ nướng cũng có quanh dặn nha, mỗi con nó có giá tiền khác nhau cô chú anh chị nha. Đây. Đây là con Rinnai nè cô chú anh chị, mặt men luôn. Men giùm em nha. Mặt men nè. Con này cũng là mặt trắng men luôn cô chú anh chị nha, Fuloma màu đen nha. Rồi, có ai muốn mua món hàng mặt hàng nào của bếp ga bên em thì cứ liên hệ số like giùm em ha.